Đạo diễn Trần Tuệ Linh. Biên kịch nhóm Syndicate. Chế tác Triệu Hồng Mai, Trương Hợp Giận, Diên Chí Diễn, Lý Qua, Cảnh Hiểu Qua, Lưu Hiểu Bằng. Dưới sự tham gia của các diễn viên Thích Di trong vai Trình Hy, Tạ Giai Kiến trong vai Đường Chính, Trần Hách trong vai Đường Lực, Lô Nghệ Tiêu trong vai Đường Đường, Trương Đăng Phong trong vai Trình Siêu Quần, Rê Gia trong vai Điền Tâm, Triệu Chí Giao trong vai Kim Tinh, Giang Dương trong vai Lăng Tường, Tôn Kiện Kỳ trong vai Ngô Mạnh, Mẫn Chính trong vai Điền Tại Thiên, Chu Tiểu Đống trong vai Trình Như Sơn, Lý Thiên Trụ trong vai Đường Quán Trung, Đường Diễu trong vai Dạng Huệ Hương, Quách Tuệ trong vai Văn Nhược Thủy, Dương Tân Dân trong vai Tăng Thông Minh, Trần Tuệ Quyên trong vai Trình Anh, Lưu Quy trong vai Dương Kiến Nam, Quách Hiệu Triết trong vai Hướng Đông, Hồ Kỳ trong vai Lạc Tiểu Văn, cùng một số diễn viên khác. Bộ phim Tình Yêu Định Mệnh. Tập 77. Có phải anh phiền muộn vì thân thế của mình? Anh luôn là người có lòng dạ chính trực, thật thà ngay thẳng, lại rơi vào dòng xoáy oan nghiệt này, kẹp giữa ân oán của hai gia đình, khiến anh trở nên rất khó xử. Bình thường anh luôn ngẩng cao đầu, mặt tươi cười rạng rỡ, chừng nào mới có thể quay về? Anh Chính, anh phải kiên cường lên. Những ngày tháng sau này, cho dù không có em bên cạnh, anh cũng phải biết thận trọng đó. Thank you.
Mời vào. Chủ tịch. Ừ. Ý của ông là vốn dĩ ông tính giao cho anh Trình siêu quần thừa kế chuỗi 7 căn nhà hàng từ nguồn vốn độc lập của riêng ông, giờ chuyển sang cho anh Đường Chính. Toàn bộ cổ phần dưới quyền sở hữu của ông tại tập đoàn Sơn Thủy đều giao lại cho anh Đường Chính thừa kế. Đúng vậy. Chuyện này cảm phiền ông mau chóng giúp tôi hoàn thành nha. Được, tôi biết rồi. Ừ. Chủ tịch, tôi đi trước. Đây là giấy chuyển nhượng tài sản của nhà họ Trịnh. Trước đây ba lựa được Trịnh Như Sơn ký vào. Người nhận chuyển nhượng chính là con. Con chỉ cần ký tên con vào, mai mốt con khỏi phải nhìn sắc mặt của bất cứ người nào, cũng như làm nhận thế thân của bất kỳ ai. Nếu được vậy, dù bạn có chết, ba cũng được yên lòng. Nội, giờ nội ép con. Người bận rộn chắc là chưa ăn cơm phải không? Mau xuống lấy cơm hộp yêu thương của em đi. Xin lỗi Đường Đường, anh không muốn đi đến nước này cũng như phá hủy tương lai của chúng ta. Nhưng mà bây giờ anh không thể quay đầu lại. Ê siêu quần, làm gì vất vả lắm phải không? Cái này do em đặc biệt làm cho anh đó. Cho dù em nấu ăn không ngon, anh cũng phải ăn hết. Gần đây anh bận quá, không gặp được anh. Chừng nào có rảnh cùng em đi chơi đi, để thư giãn nghỉ ngơi. Em nghe nói môn leo núi tốt lắm, chủ nhật chúng ta cùng đi nha. Anh không được khỏe à? Không phải, anh đang nghĩ đến công việc. Thân thế của Đường Chính chắc em cũng đã biết. Ừ. Anh có phải quá đột ngột, anh không chấp nhận được. Nó xảy ra quá bất ngờ, anh hai em tự nhiên trở thành em họ của anh. Em thấy em nên nói thật với anh. Em rất lo sợ tâm trạng anh không được tốt nên đặc biệt tới đây thăm anh. Đừng nói là anh, lúc mới nghe em đây cũng giật mình. Nhưng anh yên tâm, anh hai em là người rất dễ hòa đồng, chắc chắn anh sẽ thích anh ấy. Vậy sao? Trước đây do hai người có sự hiểu lầm, bởi vậy mới xảy ra hiềm khích không thích đối phương. Nhưng mà anh hai em thật sự là một người rất tốt. Anh ta có phải người tốt không anh không biết, nhưng chỉ có một điều anh có thể khẳng định, anh với anh ta sinh ra đã là kẻ thù.
siêu quần. Anh nghĩ coi, bây giờ hai người là anh em họ, như vậy mối quan hệ giữa hai gia đình chúng ta sẽ được gia tăng. Có lẽ chúng ta không còn trở ngại nữa, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Được rồi, được rồi. Ban ngày ban mặt đã nằm mơ rồi hả? Nè, chẳng phải em kêu anh ăn hết đồ sao? Em cầm tay anh, sao anh ăn được đây? Anh mau ăn đi. Nếm thử coi. Có ngon không? Ừ. Ăn cái này nữa nè. Em vui vẻ nhìn anh như vậy, chắc đây là lần cuối. Ăn thêm chút đi. Đường chính nè. Đường chính, nó có chuyện rất quan trọng, con nhất định phải đi theo đội. Mau đi theo đội đi. Đi con. Đi. Nào 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 nào, nào. Ừ. Coi gì nội xin con đi ha. À, chuyện gì vậy? Nào. Con ngồi đi. Các vị à, tôi nghĩ đường chính chắc ai cũng biết rồi. Nhưng mà hôm nay việc tôi cần tuyên bố, đường chính đó chính là cháu nội thất lạc nhiều năm của tôi. À, cái gì? Cháu nội hả? Giờ mới biết hả? Sơn Thủy do một tay tôi sáng lập, lèo lái sau hơn nửa thế kỷ kinh doanh và phát triển mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Và việc Tăng Thông Minh giết hại Đường Quán Trung, tôi nghĩ chắc ai cũng biết rồi. Bởi vì tôi quá dễ dãi, khiến giả tâm của nó tăng cao, cuối cùng đi vào con đường tù tội. Nó là con rể của tôi, tôi không quản giáo được nó, bởi vậy tôi phải chịu một phần trách nhiệm. Chủ tịch à, đừng có nói nữa. Chủ tịch của Thiên Ngoại Thiên là Điền Tại Thiên, bây giờ mấy đã qua đời. Vốn dĩ tôi không định nhắc lại những chuyện này, nhưng mà chuyện hôm nay tôi cần nói. Trước đây Thiên Ngoại Thiên trên thương trường đối với nhà của họ Đường có những hành động quá đáng, cũng là lỗi của tôi. Hiện giờ tổng giám đốc của Sơn Thủy Trình Siêu Quần, sản phẩm mới do anh ta đưa ra, những sản phẩm này được đánh cắp từ sáng tạo của nhà họ Đường. Về chuyện này, trước đây tôi có biết trước, nhưng mà tôi đã làm thinh. Bởi vậy bây giờ tôi sẽ cho rút lại sản phẩm mới, cho chúng xuống kệ. Đồng thời tôi còn việc này phải thông báo với mọi người. Quyền kinh doanh của dầu đầu thu vốn dĩ thuộc về nhà họ Đường, hai việc này tôi sẽ cho đăng báo giải trình thật rõ ràng trong thời gian sớm nhất, cũng như trịnh trọng xin lỗi nhà họ Đường. Chủ tịch à, ông đột nhiên kêu chúng tôi tới đây nói một đống chuyện ân oán riêng trong gia đình của ông. Chúng tôi nghe rồi thì thôi, nhưng mà sản phẩm mới đưa ra thị trường đã được một thời gian, hàng hóa không ngừng được sản xuất. Giờ ông cho ngừng sản xuất rút lại hàng, Sơn Thủy sẽ bị tổn thất nghiêm trọng về mặt kinh tế đó. Đúng vậy, còn phải thông báo ra bên ngoài nói Sơn Thủy đã cấp bí quyết. Làm như vậy sau này chúng ta làm sao còn chủ đứng trên thương trường chứ. Phải, phải vậy. Hài lòng. Đúng lắm. Những chuyện này tôi đều nghĩ tới. Tổn thất của các vị sẽ được khấu trừ trong khổ phần riêng của tôi, để các vị không bị liên lụy. Chính vì đây là việc riêng của tôi khiến Sơn Thủy bị làm ô danh, từ hôm nay trở đi tôi sẽ rời khỏi chức chủ tịch của Sơn Thủy, xem như tạ lỗi. Sao tự nhiên lại vậy? Nói phải lắm. Nói phải, thiệt tình không hiểu nổi. Khi không từ chức hả? Do hành động của tôi đã gây ra sự tổn thương không thể nào bù đắp cho đường chính. Sau khi việc tổn thất được tính toán xong, tôi sẽ chuyển giao toàn bộ cổ phần của tôi cho anh đường chính. Còn về đường chính,
có sử dụng quyền nắm cổ phần để vào hội đồng của Sơn Thủy hay không thì do cậu ta quyết định nha. Sao có thể như vậy được? Cậu ta là gì đây? Chủ tịch, ông đừng có làm như vậy. Xin lỗi cô, ông đã phải để con đối mặt với sự lựa chọn. Đây không phải là sự bù đắp, đây là một chút lòng thành của người làm ông nội này muốn bày tỏ. Về sau này, nếu con thật sự muốn vào Sơn Thủy thì nội rất vui. Nội không có ý kiến gì, con tự mình quyết định đi. Nội không có ý kiến gì hết. Nhưng mà Sơn Thủy do một tay ông sáng lập nên, ông làm như vậy không phải con nói là tiền tài do cướp được mà có đáng gì vinh hạnh đâu. Nội làm gì có tư cách ra vẻ làm dáng y như đang bố thí vậy. Hôm đó con nói có hơi quá lời. Không có, lần trước con nói rất đúng. Ông sống tới từng tuổi này rồi, cho đến ngày hôm nay ông mới thật sự hiểu được. Chủ tịch, nãy giờ ông nói cả đống chuyện, là chỉ muốn đưa Đường Chính lên ngôi chứ gì? Lúc nãy tôi có nói, có làm hay không do Đường Chính tự quyết định mà. Ông là người sáng lập công ty, lại là cổ đông lớn nhất, sao có thể nói những lời không chịu trách nhiệm như vậy? Nếu Đường Chính tùy tiện bán cổ phần của công ty cho những công ty khác ở bên ngoài, vậy Sơn Thủy sẽ phải thay tên đổi họ rồi hả? Cho dù anh ta không bán, với tài năng kém cỏi đó, làm sao lãnh đạo Sơn Thủy đây? Nếu như ông cảm thấy mình không đủ sức khỏe muốn nghỉ hưu, mọi người chúng ta đều không có ý kiến đâu hả? Tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, sao ông không chọn anh ta? Chỉ vì anh ta không phải cháu ruột của ông à? Được rồi, nói tóm lại, tôi không chấp nhận đâu. Con không chấp nhận cũng phải chấp nhận, nội đã quyết định rồi. Dù gì vậy? Không cần tranh cãi nữa, toàn bộ cổ phần của ông Trịnh Như Sơn đều đã đổi sang tên tôi. Còn nói cái gì? Nội à, sao nội mau quên vậy? Nội đã chuyển giao hết toàn bộ cổ phần cho con, sao nội có thể lấy nó mang đi cho người khác? Hả? Đây là giấy chuyển nhượng trước đây nội ký cho ba con, nội xem đi. Đáng ghét mà, tăng thông minh rất tâm lừa gạt ta. Hai cha con tụi bay âm mưu liên kết chiếm đoạt Sơn Thủy này. Nội à, Sơn Thủy đúng là do ông sáng lập nên, nhưng sự phát triển bền vững và đi lên của nó trong bao năm qua là tâm huyết của tất cả cổ đông tại đây. Bây giờ nội muốn chuyển cổ phần của mình cho Đường Chính, đồng nghĩa với việc nội đẩy Sơn Thủy vào chỗ chết và mặt nó. Con làm vậy là để cứu công ty. Cô siêu quần, con đã phụ lòng khổ tâm dung đốc của nội đối với con đó. Sao con có thể giống như ba con? Hai cha con thông đồng là điều ác vậy hả? Con có còn là cháu của ta không vậy con? Khổ tâm dung đốc, dung đốc để con làm trâu làm bò cho người khác. Lâu nay con luôn nghĩ rằng mình chỉ cần chăm chỉ sẽ có được lòng tin ở nội, nhưng thực sự thì nội là một người ích kỷ vô tình. Đây chính là quả báo của nội. Nè, phát cho mọi người xem đi. Đây chính là giấy chuyển nhượng cổ phần do chính tay nội tôi ký. Giờ tôi là người nắm giữ cổ phần lớn nhất của Sơn Thủy. Tôi với danh nghĩa là cổ đông lớn nhất tuyên bố yêu cầu chủ tịch đương nhiệm từ bỏ mọi chức vụ. Vài hôm nữa
tôi sẽ thông báo cho báo chí. Sơn Thủy tiến hành cải tổ. Khốn nạn mà, Trình Như Sơn tao không có người cháu như mày. Nội, là do nội không nhìn nhận con trước. Sư quân, anh làm như vậy không sợ trời đánh hay sao chứ? Tuy là chuyện xấu trong nhà không nên đồn ra, nhưng vậy do nội không nhìn nhận tôi trước, tôi đành chịu thôi. Từ giờ trở đi, tôi cùng Trình Như Sơn đoạn tuyệt tình ông cháu. Hả? Mọi lời nói cũng như những gì ông ta làm không liên quan đến Sơn Thủy. Ông ta còn nói điều gì làm hủy hoại danh tiếng của Sơn Thủy, tôi sẽ nhờ luật pháp can thiệp. Mày dám? Những lời trái với lương tâm như vậy anh cũng có thể nói được hay sao chứ? Mày... Tôi xin lỗi, giờ chúng tôi đang bàn thảo chuyện cơ mật của công ty. Mời hai người không có liên quan rời khỏi công ty. Mày... Trời siêu quần, mày dám... Anh sẽ hối hận. Chủ tịch. Trời, chủ tịch sao vậy? Chủ tịch. Đường chính, sao rồi? Hả? Còn trong phòng cấp cứu. Nội à, sao lại như vậy? Mọi chuyện đang suôn sẻ, sao tự nhiên lại trở thành như vậy chứ? Sáng sớm ông ấy còn quả quyết nói với nội, lần này ông nhất định đưa con về nhà. Tại sao? Tại sao lại trở nên như vậy? Tại sao lại trở nên như vậy chứ? Ông nội con lỡ như có chuyện gì xảy ra, nội cũng không thể sống được nữa. Nội không thể sống được nữa. Nội à, không sao đâu mà. Lúc nãy bác sĩ có nói ông đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Ông trời nhất định sẽ phù hộ, không để ông xảy ra chuyện gì đâu. Con vẫn chưa chịu kêu ông ấy một tiếng nội à? Siêu quần, nó thật sự dám lừa gạt cướp cổ phần trước mặt mọi người, đuổi nội con ra khỏi công ty à? Sao có thể được? Sao có thể như vậy? Sao nó có thể làm những chuyện ngỗ nghịch như vậy chứ? Hả? Như Sơn là người thân của nó, ngoài ba mẹ của nó ra, ông ấy chính là người thân duy nhất của nó. Sao nó có thể... sao nó có thể làm như vậy được chứ? Nội không tin đâu, nội thật sự không tin. Siêu quần, siêu quần, siêu quần. Nội. Siêu quần à, siêu quần. Siêu quần à, con đến thăm ông nội đúng không? Nội biết con là người cháu ngoan mà, trong lòng con còn rất thương ông nội con và bà. Siêu quần à, con mà nói cho nội biết, con không phải cố ý làm chuyện này. Hả? Trong chuyện này nhất định có sự hiểu lầm. Con có nỗi khổ tâm của mình mà, có phải không? Hả? Cái gì nỗi khổ, cái gì hiểu lầm? Chuyện hiểu lầm lớn nhất bao lâu ra tôi vẫn nghĩ ông bà xem tôi như người quan trọng nhất, nhưng thực sự là chính tôi đã hiểu lầm. Đó chỉ là một trò cười. Siêu quần à, sao con lại có suy nghĩ như vậy chứ? Con thật sự là người thân của chúng tôi. Chỉ là có người quan trọng hơn tôi thôi. Chuyện đáng nực cười, các người hết lòng đi lo cho người đó, không thường tiếc một chân đá tôi đi. Còn người đó, đến giờ ngay cả một tiếng ông nội cũng không chịu nói. Không phải đâu siêu quần à, không có đâu. Ông bà nội không có một chân đá con đi. Hả? Chỉ là đường chính, nó là cháu ruột của ông bà. Còn con cũng vậy mà. Không thể như vậy, không bao giờ như vậy được. Hả? Bà hãy hỏi cái người đang nằm bên trong. Chủ tịch Trình luôn trị vì trên cao bất khả xâm phạm. Bà hỏi ông ta xem Trình Sư Quân này là cái gì. Vật thế thân của đường chính, con rối của Trình Như Sơn, con rối suốt đời bị người ta khống chế. Tôi im hơi lặng tiếng bỏ ra biết bao nhiêu công sức,
chỉ làm tên lính hy sinh đánh thiên hạ cho người khác hử? Các người đã tìm được người giáo quân của mình rồi, cái giai đoạn tụ rồi đó. Còn tôi chỉ là muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi thôi. Con Siêu Quân à. Nội à. Con ăn miếng đi. Tin mới nhất của đài truyền hình chúng tôi, hôm nay tại tập đoàn Sơn Thủy xảy ra một sự biến động lớn. Tổng giám đốc của công ty Anh Trình Siêu Quân tại đại hội cổ đông bỗng dưng trở mặt, tuyên bố anh ta có được toàn bộ cổ phần của nguyên chủ tịch Trình Dư Sơn, trở thành người có cổ đông lớn nhất tại công ty. Ông Trình Dư Sơn khi nghe tin sát đánh này đã ngất xỉu tại chỗ, đã được đưa vào bệnh viện tiến hành cấp cứu. Hiện giờ tình hình vẫn chưa rõ. Theo nguồn tin được người trong nội bộ Sơn Thủy tiết lộ, nguyên nhân xảy ra biến động lớn lần này liên quan đến việc nguyên chủ tịch Trình Dư Sơn chỉ định người thừa kế mới. Về chuyện này, quý vị hãy đợi chúng tôi tiến hành xác minh. Chúng tôi sẽ thông báo trong bản tin mới nhất của đài truyền hình. Đội của anh nè. Tại sao vậy? Ai gặp tôi cũng hỏi câu này. Hình như tất cả mọi người đều không hiểu tại sao tôi lại làm như vậy. Có phải các người thật sự không hiểu phải không? Em cũng rất muốn biết. Em thật sự rất muốn biết tại sao. Em không dám nghĩ tới. Em không dám để những suy nghĩ đó xuất hiện ở trong đầu của em. Nhưng nó đã phá hỏng hết toàn bộ lòng tin của em đối với anh rồi, anh có biết không? Em không dám nghĩ để anh nghĩ thay cho em. Em không dám nói, hãy để anh nói thay cho em. Khi Trịnh Sư Quần biết bản thân của mình không phải chân mệnh thiên tử, anh ta không thể chấp nhận người khác, nhất là anh hai của em, cướp đi toàn bộ những gì thuộc về anh ta. Bởi vì trước khi anh ta bị người khác đá đi, khiến anh ta bị té mất hết tất cả, đó chính là nguyên nhân chính ép anh ta không thể cùng người yêu của mình rời khỏi nơi này. Đó là lý do tại sao anh ta thà làm tổn thương ông nội đã nuôi dưỡng anh ta để có được tất cả mọi thứ. Trịnh Sư Quân là một người lạnh nhạt vô tình, chỉ biết danh vọng địa vị. Em không tin đâu. Em không tin anh là người giống như vậy. Anh đừng nói những lời này để làm tổn thương em và làm tổn thương anh nữa. Siêu Quân à, ngừng tay lại đi. Chúng ta hãy xem như không có chuyện gì xảy ra. Làm lại từ đầu đi có được không? Nếu đó là cách nghĩ thực sự của anh ta, thì anh ta không thể nào quay lại. Em có lựa chọn ở lại bên cạnh anh ta không? Siêu Quân, thôi đi. Trước khi anh ta đưa ra quyết định đó, anh ta đã có tâm lý chuẩn bị trước rồi. Kết cục này anh ta sẽ biết nó sẽ xảy ra, chứ không ngờ là khi sự thật nó đến, anh ta lại nảy sinh ảo tưởng không đáng có. Ừ.
Bởi vậy cho nên anh chấp nhận từ bỏ tình cảm của chúng ta, có đúng không? Đã đến nước này, em nghĩ còn có tình cảm nữa sao? Tiểu Hy, Tiểu Hy, bác sĩ, bệnh nhân sao rồi? Anh là người nhà của bệnh nhân. Bệnh nhân bị đụng trúng đầu nên tạm thời hôn mê. Sau khi được chúng tôi điều trị, hiện giờ cô ấy không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chỉ là người đưa cô ấy vào nói trước khi xảy ra sự việc hình như nghe cô ấy nói gì đó, vì vậy tinh thần bị sốc nặng. Rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đành phải đợi cô ấy tỉnh dậy, anh tự mình đi hỏi cô ấy. Tiểu Hy, anh xin lỗi, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Xin lỗi, anh xin lỗi, anh không nghĩ sẽ làm em tổn thương. Anh không muốn trở nên như vậy. Là họ đã ép anh. Giờ em nằm yên, rất giống lúc chúng ta còn nhỏ, yên tĩnh, đơn giản, vui vẻ, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy, tươi cười với anh, giọng dẻo với anh. Mọi thứ đều không thay đổi. Mỗi lần anh nhớ lại chuyện xưa, anh đều nhớ đến nụ cười trên khuôn mặt của em và nghe lời nội nói hãy cố lên. Anh có thể một mình cười rất lâu, cười lâu lắm. Nhưng bây giờ chúng ta đều không thể quay lại. Lúc em tỉnh dậy,
người anh hai mà em từng tin tưởng nhất đã trở thành một con ác ma vô tình vô nghĩa. Em sẽ không cười nói với anh ta, nhõng nhẽo với anh ta. Em sẽ giống như ông nội bà nội của Đường Đường, vừa tránh bị lây bệnh mà tránh anh ta, ghét anh ta. Còn anh ta phải đeo cái mặt nạ, từ nay trở đi anh ta sẽ không nhìn bất cứ ai, bất cứ chuyện gì, cười tươi vui vẻ. Không ai đã quạt tới anh ta, không ai dám đến gần anh ta. Một người có được cả thế giới nhưng thực ra không có bất cứ thứ gì, có lẽ như vậy là tốt nhất. Cái gì cũng không có, sẽ không bị bất cứ chuyện gì níu kéo, không bị tổn thương, tiếp tục đi tiếp, đi đến cùng. Anh nhất định cho mọi người từng tàn nhẫn ruột bỏ anh phải trả giá đắt. Tiểu Hy. Anh à, xin lỗi. Tiểu Hy. Anh à. Tiểu Hy. Anh à. Anh không được vào đó đâu. Anh đứng ở ngoài đi. Cô à, cô biết Trình Hy đang ở đâu không? Cô ấy xảy ra tai nạn được đưa đến đây đó. Anh cô à, kiểm tra giùm tôi đi. Anh làm mưa bình tĩnh lại đi để tôi kiểm tra lại đã. Cho hỏi người bệnh tên là gì ạ? Trình Hy. Dạ, bà Trinh. Quê Hương. Sao cô lại tới đây? Tôi tới thăm xem chủ tịch Trình đã đỡ hơn chưa vậy? Vẫn như cũ thôi, không biết khi nào mới tỉnh lại được nữa. Phải rồi, A Chín đâu? Nó không có tới đây à? Nó đi tìm Tiểu Hy, nó vẫn còn quan tâm tới con bé. Ngoài ra nó ở bên siêu quần, tôi thấy không yên tâm. Bây giờ nhà họ Trình chúng tôi không về được nữa. Siêu quần giờ nó trở nên như vậy, tôi hầu như không nhận ra nó. Bà Trình à, đừng có lo lắng. Không ngờ nghiệp chướng do đời trước gây ra lại khiến cho cả gia đình chúng ta xảy ra chuyện như vậy, như một mớ tơ giò, có muốn tháo cũng không tháo ra được nữa. Cuối cùng còn làm liên lụy tụi nhỏ nữa chứ. Có lẽ để A Chín và Tiểu Hy kết hôn với nhau có thể tránh được những tổn thương này. Mẹ. Hả? Bà nội. Chính là có gì gấp vậy con? Con tìm không được Tiểu Hy. Hả? Anh biết em không thích mùi thuốc tại bệnh viện, về lại nhà em nhất định cảm giác thoải mái hơn. Anh không biết thời gian này được duy trì bao lâu, được gì nào tính gì đó. Em tỉnh dậy rồi. Nè, cẩn thận. Tiểu Hy, anh đầu của em đau quá. Em đừng như vậy, bác sĩ nói em phải tình dưỡng nghỉ ngơi. Bác sĩ hả?
Em bị gì chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Sao em phải tỉnh dưỡng? Em không nhớ sao? Em đang tìm gì vậy? Em đang tìm sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền ở đường chính sửa lại cho em. Rốt cuộc đã ở đâu rồi? Hả? Dây chuyền đang đeo trên cổ của em mà. Là nó. Em quên mất, lúc nãy em tìm lại được rồi. Anh à, giờ chúng ta đi đâu vậy? Chẳng phải lúc nãy nói đi đến sân chơi? Em không nhớ sao? Có nói sao? Có lẽ em đã quên mất rồi. Em thực sự không nhớ gì hết sao? Em chỉ nhớ là em từ Pháp trở về, sau đó xuống máy bay, anh à, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Sao em không nhớ gì hết vậy? Tiểu Hy, sao cô ấy không nhớ gì hết vậy? Em có phải em bị bệnh không? Ông nội đâu? Bà nội đâu? Ba mẹ đâu? Họ đi đâu hết rồi? Anh nói đi. Anh à, anh à, em sợ lắm, em sợ lắm. Sao em không nhớ gì hết vậy? Sao em không nhớ? Em sợ anh à, em sợ lắm, em sợ lắm. Sao em không nhớ gì hết? Tiểu Huy đừng sợ, có anh ở đây, em sẽ không sao đâu. Anh nhất định không để em xảy ra chuyện gì. Từ nhỏ tới lớn và từ bây giờ trở đi, anh luôn luôn bảo vệ em. Tin anh đi. Đây là món quà ông trời ban tặng cho mình. Trong lúc mình đã nghĩ rằng mình mất hết tất cả, từ những thời gian quay ngược trở lại, trở về điểm xuất phát ban đầu. Trịnh Sư Quân, mày phải nắm bắt lấy cơ hội, bắt lấy cô ấy, mày mới không bị cô đơn lẻ loi một mình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.